Ngày hôm nay mời các bạn theo mình ra vườn dâu của mẹ mình hái dâu cho khách nha. Khi hái dâu á thì yêu cầu là mình hái những cái trái chín. Ôi trái này bị hư nè, uổng ghê chưa. Mình sẽ để ra. Khi hái dâu thì yêu cầu là hái trái chín đỏ là được. Dù mình không có trồng dâu nhưng mà mình thích nhất là cái việc đi hái dâu, tại vì nó rất là sướng cái tay. Nếu mà các bạn đi du lịch á thì mình thật lòng tư vấn là nên tin tưởng cái chất lượng dâu ở trong vườn, vì dâu mới hái thì lúc nào nó cũng tươi hơn là dâu đã hái sẵn chờ các bạn. Ngoài ra thì khi mà vào vườn á, mình cũng nên hỏi cái loại dâu vườn trồng là cái loại dâu gì, vì cái loại dâu nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá dâu. Ví dụ như dâu New Zealand thì giá nó khác, mà dâu Mỹ đá thì giá nó khác. Khi mà các bạn vô vườn hái dâu á, thường mà chủ vườn họ đồng ý để các bạn hái dâu thì họ cũng sẽ đề nghị các bạn là hái luống nào là sẽ hết luống đó luôn, chứ không có đi sàng xê trong vườn lựa tới lựa lui. Hoặc là ít nhất là vườn của nhà mình á thì mình sẽ là đề nghị như vậy. Vì trong vườn thì đương nhiên là có trái lớn, trái nhỏ, mà mình đi mình hái hết trái lớn rồi thì vườn sẽ không bán được cái trái nhỏ đó. Cho nên là khi mà hái dâu tại vườn thì mình sẽ cần phải hái từng luống hết luôn. Thường thì dâu chất lượng cao á, người ta sẽ không bao giờ hái trước, hái sẵn, mà phải khi nào có khách đặt hàng thì họ mới hái. Vì cũng đơn giản thôi, là dâu chất lượng cao thì bán cũng hơi cao tiền. Nếu như mà hái sẵn rồi lỡ không có người mua thì cái dâu này biết làm sao bây giờ. Cho nên ở vườn nhà mình là không bao giờ mình hái sẵn hết, mà chỉ khi nào khách đặt hàng thì mình mới đi hái ngay lúc đó và giao cho khách ngay thôi. Các bạn nhớ đó, khi mà mình hái dâu á, mình cứ hái trái chín đỏ là nó chắc chắn nó sẽ ngon. Và nhớ là đừng có cầm cái rổ mà lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại là nó bị hư dâu liền. Đối với mình thì mỗi lần mà ra vườn phụ hái dâu như thế này là cái lúc mà vui vẻ, thư giãn nhất. Vì thật ra là ra ngoài vườn là đã thấy thích rồi, thấy dâu đẹp thì cũng thấy vui rồi. Nhưng mà trồng dâu thì đương nhiên là thích bán dâu được hết rồi. Cho nên là có khách mua dâu thì mẹ mình, cả nhà ai cũng vui hết. Mấy trái hồng hồng này mình để lại, mai mốt khoảng 2 ngày nữa là nó sẽ chín đỏ đẹp thì mình hái. Đây, trái cuối cùng. Đây, mỗi ngày á là nhà mình hái khoảng mười mấy ký dâu như thế này nè. Mấy trái dâu hư hồi nãy đó, mình gọt cái phần hư ra thì mình vẫn ăn được bình thường. Ở nhà mình dâu mà lựa ra như thế này nhiều lắm, cho nên là toàn ăn vậy không thôi. Toàn ăn hả? Có chua, có ngọt, rất là đặc trưng cái hương vị của dâu. Nay theo mẹ ra ngoài đó luôn.
dâu này là mấy năm rồi?